Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Bò bía chay của mình rất là ngon luôn các bạn. Mi có củ sắn ở đây là khoảng 1 kg củ sắn và khoảng 400 g của cải đỏ, 100 g của cải trắng. Mình lấy chút ít của cải đỏ, cải trắng này để mình làm dưa chua luôn. Và khoảng 1 chén nấm mèo. Với bên này 270 g nấm. Đậu hũ đã chiên và củ hành tím khoảng 1 chén mình đã bào mỏng ra. Rồi cắt mọi thứ xong hết rồi các bạn. Cà rốt này mình xào thì mình cắt hơi to to một chút, nhưng mà nó nhỏ hơn cái củ sắn. Củ sắn thì to hơn. Và cái mình làm dưa chua này thì củ cải trắng với củ cải đỏ này làm rất là mịn và mỏng là nhỏ. Rồi bạc chảo nóng lên các bạn ha. Mình cho chút ít tỏi với dầu. Xíu dầu thôi. Rồi mình cho hết nấm vào ha. Mình cho vô đây khoảng 1 muỗng cà phê bột nêm. Rồi nấm mèo này mi đã trụng với nước sôi mình ngâm nó nở thật nhiều rồi. Giờ mình cho chung với nấm này luôn. Được khoảng 4-5 phút rồi các bạn. Hồi nãy nó có ra nước mà mình dặn lửa mạnh á, rồi cái nó rút vô trở lại luôn. Giờ nó cũng gần ráo rồi. Mới cho cà rốt vô luôn nha. Mình xào sơ thôi. Cà rốt này mình làm cho nó đừng có chín quá thì nó mềm quá, mà sống quá thì nó hơi cứng, thì mình cuốn nó hơi khó, cho nên vừa chín tới là được. Rồi nó vừa chín tới thì mới tắt lửa luôn ha. Rồi cũng cái chảo này luôn, mình không cần cho dầu cũng được các bạn. Mình cho tí xíu nước ha, tại sợ nó khét cái đít á. Còn các bạn không cho tí xíu nước thì mình cho tí xíu dầu. Củ sắn này nó hơi già cho nên mi nấu cho nó hơi nhiều chút. Còn nếu các bạn mua được củ sắn non thì mình nấu rất là ít, mình xào rất là ít. Nó già nó hơi bị cứng á. Ở Mỹ nhiều khi khó mà mua được củ sắn non, lâu lâu thấy được lần. Rồi củ sắn nó cũng hơi đổi màu rồi đó. Mình xào sơ chút xíu nữa mình lấy ra là được rồi. Mi cho vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê muối nha, chút xíu thôi. Nếu các bạn ăn bột nêm thì mình cho vô tí xíu bột nêm luôn. Nếu mình xào củ sắn non á các bạn là mình đã tắt lửa được rồi đó. Nhưng mà cái củ sắn này nó hơi cứng cho nên mi để hơi lâu chút xíu nữa nha. Rồi được rồi. Mình tắt lửa luôn ha. Bây giờ thì nó không có nước gì hết á, nhưng mà có thể mình để chút nữa đó. Lúc mình tắt lửa mình để ra ngoài cho nó ra nước tí xíu. Rồi mình cho chút ít dầu vô đây nha. Hành hương, hành tím. Hành này càng nhiều thì càng thơm các bạn ha. Rồi hành vàng rồi các bạn ơi, thơm quá chừng luôn. Tàu hũ mình đã cắt xong rồi, mình cho vô hết ha.
Như cho vô đây khoảng một muỗng cà phê bột nêm, chút ít tiêu. Rồi mình trộn đều lên rồi cái mình tắt lửa luôn ha. Rồi mình tắt lửa nha. Thơm quá chừng luôn. Rồi mình cho ra dĩa luôn. Làm tương các bạn nha. Cũng cái tỏi này mới cho tí xíu tỏi với tí xíu dầu vô đây. Cái này tiện quá các bạn ha. Mình làm nấu ăn rất là tiện khi mà mình xài tỏi. Cho nó thơm lên ha. Các bạn không ăn tỏi thì mình cho boro nha, là lá lích á, hay còn gọi là tỏi tây đó. Mình cho nó thơm lên. Cho tỏi nó vàng rồi mình cho khoảng một chén tương ăn phở hoisin sauce hiệu này nha các bạn. Loại này là nó cũng đã có ngọt ngọt vừa ăn trong đây rồi. Và cái này là tương hột quá. Mình cho thêm khoảng một muỗng cà dung ha, tương hột. Và khoảng thêm một chén nước luôn. Rồi mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê bột nêm ha. Và một muỗng cà phê đường. Cái này các bạn không có thì đừng để vào ha. Cái này là cháo á. Cháo mình làm nhuyễn ra như cháo nhừ vậy đó. Mi cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. Để cái này là mi làm theo cái tương của bà bác dạy mi á. Bác làm để cháo vô nhuyễn ra rất là ngon. Các bạn có ăn bơ đậu phộng thì mình để vô khoảng 2 muỗng canh bơ đậu phộng vào trong lúc này luôn ha. Bạn có ăn bơ đơ thì mình thêm khoảng nửa cây bơ đơ vô đây nữa thì rất là ngon mà thơm luôn. Rồi xong rồi nó chờ nó sôi lên. Cái này là một muỗng bột, cái này mới làm là bột khoai tây, bạn có thể thay thế bằng bột năng hay là bột bắp ha, với một muỗng nước. Rồi nó sôi lên lại rồi các bạn nêm lại cho vừa ha, rồi mình tắt lửa nha. Cái này mình để nguội. Rồi nó hơi lỏng tí xíu nhưng mà chút nữa là nó sệt lại vừa. Cái này mi làm theo kiểu ngày xưa nó có những cái hột tương. Các bạn không có thích cái hột tương thì đừng để vào ha. Mình làm dưa chua luôn ha. Mi cho vô đây khoảng 2 muỗng canh đường. Giấm tây nha. Nếu các bạn có giấm táo thì cho giấm táo. Hôm nay nhà mi hết giấm táo rồi. Rồi, 4 muỗng canh giấm tây và nước. Năm muỗng nước. Củ cải trắng với củ cải đỏ vô hết. Mình bịt kín lại ha. Rồi mới đậy nắp lại luôn nha. Rồi mình lắc cho nó đều qua lại ha. Rồi mình để cho tủ lạnh, mình ăn được vài ngày luôn á các bạn. Cái dưa chua này mình để được lâu hơn. Mọi thứ cho mình sẵn sàng cuốn rồi. Rau xà lách và rau quế. Rồi mình cuốn các bạn ơi. Chút ít lá quế ha.
Rồi, đẹp chưa? Rồi, được một khay rồi. Mỗi cái mi đều quấn bịch ni lông luôn, để cho mình để tới chiều luôn, mình ăn cũng được. Rất là ngon. Mà mi cho các bạn xem, đây là hai cái loại bánh tráng. Nếu mà mình chọn cái loại dễ cuốn á các bạn, thì mi thấy cái bánh tráng mà hiệu Mỹ Tho, hiệu ba cây tre á, là rất là dẻo, dai, chắc. Mình cuốn là không bao giờ mà bể cái cuốn hết đó. Nhưng mà ăn thì mới thấy nó dai, nó không có ngon bằng cái bánh tráng hoa hồng. Cái bánh tráng này thì nó hơi dày, nó dày hơn là bánh tráng hiệu này. Nhưng mà khi mà tới nồi, lúc mà nó mềm rồi đó, thì mình ăn mình thấy nó giống như cái bánh ướt vậy đó. Cái bánh tráng giống như bánh tráng hồi xưa, bánh tráng gạo vậy đó. Thì mình cuốn nó dễ bể, nó dễ bị giống như là bị xì gốc vậy nè. Nhưng mà cái mình ăn y giống như ngày xưa vậy đó. Thì nói cho các bạn biết, để cho các bạn nào mới làm á thì mới không có hiểu hai cái loại bánh tráng này, còn ai đã làm lâu thì chắc biết rồi. Mà người thích làm mà dễ nhất thì là bánh tráng hiệu ba cây tre là dễ nhất. Nhưng mà mới thấy ăn thì mới thích cái bánh tráng của cái hiệu hoa hồng này hơn. Cái hiệu này thì nó dai á các bạn, nhiều khi mình ăn mình nói không biết có ni lông trong đây không nữa. Hiệu ba cây tre mình thấy nó dai quá chừng à. Tương nè, rồi chút ít dưa chua nữa ha, cái này mới ngon. Cà phộng nữa nè, tương ớt. Rồi cuốn của mình xong rồi, mời bạn nha. Nhìn rất là ngon nè, hấp dẫn chưa? Mới hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm mi ha, và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè. Bye bye. Rồi xin phép các bạn nha. Mình thưởng thức nè. Bạn nào muốn ăn thì làm cho cả nhà mình ăn nha. Ngon lắm đó. Ngon quá bạn ơi. Món này mình ăn ngon mà ít ngán ha. Ăn hoài được hoài luôn á.